Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thụ phấn cho dưa lưới. Thì đây là cái vườn dưa lưới mà đang vào trong cái thời kỳ thụ phấn. Thì để thụ phấn cho dưa lưới, trước tiên là chúng ta cần phải phân biệt giữa hoa đực và hoa cái. Đây các bạn nhìn. Hoa cái thì thường là nó sẽ xuất hiện ở trên cành. Cành cấp 1 của cây ấy, có nghĩa là cây dưa, thân cây dưa lên này. Và sau đó là nó sẽ ra hoa cái ở cái cành như thế này. Đây. Thì hoa cái nó sẽ có cái bầu, bầu quả. Bầu quả ở phía dưới đây. Các bạn nhìn. Nó có cái bầu quả ở phía dưới như này. Còn hoa đực là thường sẽ mọc ở trên thân. Có nghĩa là dọc thân mà ở cái nách cành lá này, ở trên thân này. Hoa đực là thường mọc ở trên thân. Đấy, các bạn xem. Hoa đực là chỉ có trên thân thôi. Nó sẽ không mọc ở trên cành. Trên cành là đa phần là hoa cái. Ví dụ như đây, ở cái cành này ra chẳng hạn, thì ở trên này có một cái hoa cái nữa. Thì đây là cái hoa cái chưa nở. Hoa cái này ngày mai sẽ nở. Đấy. Đây là cái hoa cái mà ngày hôm nay sẽ thụ phấn. Thì sáng ra chúng ta sẽ thụ phấn vào từ khoảng từ 6 giờ đến 9 giờ sáng là thời gian thụ phấn tốt nhất cho cây. Tôi lấy nét cho các bạn nhìn rõ. Nó đang không nét lắm. Để tôi lấy nét đã nhé. Tôi lấy nét một điểm. Có nét. Đây. Thì đây là cái hoa cái. Nó có cái bầu quả ở phía dưới. Nó nằm ở trên lách lá của cành cấp 1. Đây. Thì chúng ta sẽ thụ phấn ở cái quả, ở lách lá đầu tiên từ cành ra. Sau một ngày thụ phấn thì cái hoa đấy nó sẽ héo đi. Và cái bầu quả nó có cảm giác là xanh và nó sẽ... Đây là cái quả mà thụ phấn từ ngày hôm qua đây. Thì cái hoa nó đã bắt đầu héo đi đây. Các bạn nhìn này. Đấy. Thì cái quả này là đã là đậu rồi. Đây là quả thụ phấn hôm qua. Thì thụ phấn cho dưa thì chúng ta có hai biện pháp thụ phấn chính. Nó gồm có thụ phấn tự nhiên và thụ phấn nhân tạo. Thụ phấn tự nhiên là chúng ta sử dụng côn trùng, ví dụ như là ong, bướm thụ phấn. Nhưng mà khi mà ta trồng trong nhà kính thì chúng ta rất khó để cho ong, bướm nó thụ phấn tự nhiên, và chúng ta phải thụ phấn bằng phương pháp nhân tạo. Thì thụ phấn phương pháp nhân tạo là ta sẽ lấy hoa đực, lấy nhụy của hoa đực và chấm vào cái nhụy của hoa cái để cho hạt phấn rơi vào cái nhụy đó để hạt phấn nảy mầm và thụ phấn cho quả. Đấy. Thì cái hoa của dưa lưới có hai loại, nó gồm có hoa đơn tính và hoa lưỡng tính. Hoa đơn tính thì có nghĩa là ở trên cái hoa đấy, bông hoa hoa cái đấy nó chỉ có nhụy, chỉ có nhụy, có nghĩa là nếu mà hoa đơn tính thì chỉ có nhụy. Còn hoa lưỡng tính thì ở trên đó nó có cả nhụy và nhụy. Đấy. Đấy, ví dụ như là tôi quay cái bông hoa này. Thì ở trên cái này, hoa này có cả nhụy và nhụy đây. Tí nữa tôi sẽ chụp ảnh để tôi phóng to ra để các bạn phân biệt được nhụy và nhụy. Thì để tiến hành thụ phấn thì để thụ phấn cho cái cây này chẳng hạn, thì ta sẽ lấy thụ phấn chéo để nó đạt hiệu quả cao nhất. Có nghĩa là ta sẽ không lấy hoa đực ở cùng một cây để thụ phấn cho cái hoa cái trên cây đó, mà chúng ta sẽ lấy hoa đực ở bên cây bên cạnh. Đây ví dụ như là cây này là cây bên cạnh đây. Tôi vặt một cái hoa đực. Đây các bạn vặt một hoa đực như này. Khóa nét lại. Đây. Các bạn vặt một cái hoa đực như này. Vặt hoa đực ở trên thân của cây bên cạnh.
Sau đó chúng ta xé cái đài hoa ra. Chúng ta xé nhẹ cái đài hoa ra. Ta bỏ cái đài hoa ra ngoài. Thì đây là cái phần nhị của hoa đực. Thì trên nhị của hoa đực này, cái hạt phấn của nó sẽ nằm ở phía bên dưới này này. Cái phần trên này là nó có một tí cái nhị thò lên, thì ta sẽ cấu nó đi để nó đỡ vướng khi ta thụ phấn. Cấu cái phần đầu của nó đi. Đấy. Thì đây nó còn lại là cái hạt phấn của nó sẽ nằm toàn bộ trên cái nhị này. Đấy. Sau đó chúng ta tiến hành là thụ phấn cho cái hoa của cái cây này. Khi tiến hành thụ phấn thì chúng ta xác định cái vị trí của cái nhị hoa. Đây, tôi phóng to lên một chút nữa để cho các bạn nhìn rõ. Đây, cái nhị của nó sẽ là cái phần nằm ở phía bên dưới màu xanh xanh, các bạn nhìn thấy đấy. Mà khi nãy mà tôi vừa mới chụp ảnh tôi phóng để cho các bạn nhìn, thì chúng ta cần phải quẹt cái hoa đực vào đấy. Chúng ta xoáy và quẹt cái hoa đực vào đây. Làm sao để cho hạt phấn nó dính vào cái nhị ở phía bên dưới nhá các bạn nhá. Cái nhị mà phần hơi xanh xanh ở phía bên dưới ấy, là được. Thì thụ phấn cho cây là cái quyết định về năng suất của vườn dưa lưới. Nên là cái việc này chúng ta cần phải làm rất là bình tĩnh và cẩn thận, thì nó sẽ đạt được cái năng suất cao nhất. Đấy. Đây, ví dụ như là đây, đây là cái quả mà tôi đã thụ phấn ngày hôm qua, thì hôm nay nó đã đậu rồi đây. Đấy, các bạn nhìn đấy, thì hôm nay là nó đậu rồi. Thì khi cái quả thụ phấn từ hôm qua, thì hôm nay nó đậu là có nghĩa là nó bầu quả nó đã hơi to hơn một chút và nó có màu xanh. Còn cái hoa thì nó đã héo đi rồi. Thì đấy là cái cây thụ phấn từ hôm qua. Sau khi thụ phấn thì khi quả đã đậu bằng cái chén thì lúc đó chúng ta tiến hành chọn quả. Và lúc này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn quả cũng như là tỉa cành tỉa lá làm sao cho nó hợp lý. Ở cái phần sau, các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và theo dõi để xem những cái video tiếp theo mà tôi sẽ hướng dẫn cách chăm sóc cắt tỉa cũng như là tỉa quả cho cái dưa lưới làm sao cho nó hợp lý nhất và có hiệu quả nhất. À, tôi quên cái phần nữa, đó là cái phần mà chúng ta chọn cái cành thụ phấn, từ cái cành thứ bao nhiêu đến cành thứ bao nhiêu thì là tốt nhất. Thì để thụ phấn cho cây dưa lưới thì chúng ta nên chọn cái cành nó có vị trí từ thứ 12 cho đến thứ 15. Có nghĩa là chúng ta sẽ tính từ gốc lên. Thì cái cành của nó ấy, chúng ta sẽ đếm từ dưới gốc lên này. Ví dụ như từ dưới gốc lên thì chúng ta sẽ đếm từ cái lách lá từ gốc này. Ta đếm lên 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đấy. Có nghĩa là ở đây là tôi đã lấy từ cành thứ 12. Cành thứ 12 là tôi đã thụ phấn quả đầu tiên đậu rồi đây. Là ở cành thứ 12. Thì chúng ta sẽ thụ phấn khoảng 3 đến 4 quả từ cành thứ 12, 13, 14, 15. Đây có nghĩa là hôm nay sẽ thụ đến cành thứ 15 này. Và từ cái cành thứ ta thụ phấn 4 quả này thì chắc chắn là sẽ được một quả rồi. Đấy, thì để sau này khi mà quả nó đậu rồi thì ta sẽ chọn lấy một quả đẹp nhất ở trên cái cây này để chúng ta nuôi dưỡng. Đấy, thì đây là tôi vừa hướng dẫn các bạn cái phần thụ phấn. Các bạn có thắc mắc gì thì bình luận ở phía dưới video, tôi sẽ lần lượt trả lời cũng như là hướng dẫn lại các bạn cách thụ phấn nếu như mà các bạn chưa rõ. Đấy. Nếu trong trường hợp đây là cái hoa tôi hướng dẫn trên cái cây hoa lưỡng tính, có nghĩa là trên hoa cái nó có cả nhị và nhụy. Nhưng nếu mà một số cái loại cây giống dưa lưới thì trên hoa cái của nó chỉ có nhụy không thôi, thì nó thụ phấn nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta không phải mất công để xác định được đâu là nhị, đâu là nhụy. Đấy, và chúng ta chỉ cần chấm cái hoa đực vào cái hoa cái thôi là được thôi.
Còn đây là cái hoa lưỡng tính thì thụ phấn nó hơi phức tạp và nó hơi phải cẩn thận hơn một chút. Nếu như cái hạt phấn không rơi đúng vào nhụy thì cái quả đấy coi như là hỏng. Đấy. Thì đấy các bạn, tôi nhắc lại một lần nữa là các bạn nếu có gì thắc mắc thì cứ bình luận vào phía bên dưới video và nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về series hướng dẫn nông nghiệp cũng như là các cái hướng dẫn về chăm sóc cây dưa lưới tốt nhất. Ngoài ra thì hiện tại thì do đây là vụ đầu tiên thì tôi đang trồng trên đất, nhưng mà đến vụ tiếp theo, đây là cái vườn mới, đến vụ tiếp theo tôi sẽ trồng trên bầu. Đấy. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh nhé, để ủng hộ, thứ nhất là ủng hộ tôi, thứ hai là để theo dõi những video mới nhất của tôi đăng tải. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã theo dõi.